Rồi, ok các bạn. Đó. Đây là mẫu ná nhện mình đã buộc sẵn xong nha. Đó, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn test các mục tiêu phía trước. Bây giờ mình sẽ tập trung chính yếu vào cái phần dây, ngắm qua dây. Các bạn ngắm thế nào, ngắm làm sao cho cái dây trên và dây dưới của các bạn nó chập thành một. Đây, mình ví dụ. Đây, như thế này là nó không chập thành một. Các bạn thấy không? Còn chập thành một là các bạn nhìn thấy cái dây trên và cái dây dưới nó đè nhau. Đó. Dây trên và dây dưới đè nhau nhá. Đây, trong quá trình các bạn quay cái ná này, các bạn thấy không? Sao cho khi nào cái dây này, dây trên và dây dưới nó đè nó chập thành một. Thì so với cái vị trí mục tiêu, khi các bạn có thể đong đưa như thế này hoặc lên xuống như này, nhưng khi các bạn ngắm đúng cái mục tiêu, khi đưa lên đưa xuống đúng cái mục tiêu là chúng ta thả, cứ đúng vào cái mục tiêu là chúng ta sẽ thả tay để cho viên bi nó bay. Và trong quá trình thả bi thì tay của chúng ta phải giữ cứng cổ tay,